Chào anh em, rất nhiều anh em yêu cầu tôi làm riêng một clip về phần mềm chỉnh sửa tin nhắn văn bản. Thì đồng thời đây tôi cũng nói luôn cái phần mềm này của trung tâm chúng tôi đấy, có thể là chỉnh sửa được ký tự số, ký tự văn bản anh em nhé, theo yêu cầu của anh em. Hôm nay tôi làm một cái về cái clip về cái chỉnh sửa tin nhắn văn bản. Đấy, đầu tiên tôi sẽ nhắn một cái nội dung tin nhắn đến cái máy máy này, đấy, máy mình đã cài đặt. Đấy, lưu ý anh em có thể cài đặt vào tất cả những dòng điện thoại cái phần mềm này anh em nhé. Đấy, thì nhắn đến rồi đây anh em này. Đấy, em vay anh 10 triệu này. Đấy, bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa thành em đã trả anh 100 triệu nhé. Em vay anh 100 triệu, em đã trả anh 100 triệu. Đấy, em đã trả anh 100 triệu này. Đấy, thì vừa rồi các bạn đã thấy tôi chỉnh sửa trực tiếp cho các bạn thấy. Thì bây giờ tôi sẽ dùng cái máy phần mềm đấy, đã được cài đặt trên cái dòng máy iPhone này gửi sang cái máy này là máy bị chỉnh sửa rồi, máy bị chỉnh sửa ok lại. Tôi sẽ để 1-2 phút sau tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em thấy cái hiệu quả với phần mềm này anh em nhé. Việc đầu tiên tôi sẽ gọi sang cái máy của chủ nợ anh em nhé, 091651 tứ quy 4 này, 091651 từ bốn anh em này. Cái số này cũng là cái số để hỗ trợ tư vấn cài đặt cho anh em. Anh em có nhu cầu thì anh em cứ gọi trực tiếp anh em nhé. Cái máy này, máy bị chỉnh sửa là máy Samsung anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ vào tin nhắn anh em nhé. Rồi tôi sẽ gửi sang cho họ một cái nội dung tin nhắn. Tôi vào tin nhắn này. Anh ơi này, đấy, tôi sẽ ghi lại anh ơi. Bên máy chủ lô anh em nhé, bên máy chủ họ đã nhận được anh ơi này, số này 0848 anh em nhé. Tôi mở ra này, bên này nó sẽ nhắn lại anh đây này, nó gửi sang anh em này. Đấy, gửi sang đã nhận được rồi này anh em này. Anh đây này anh em này. Anh đây. Mai em. Đấy, mai em chuyển anh. Chuyển trả anh. Trả anh 100 triệu. 100 triệu nhé. 100 triệu nhé này. Ok rồi anh em, mà em chuyển anh 100 triệu nhé, gửi sang này. Ok chưa? Đấy. Bên máy bị chỉnh sửa sẽ nhận được. Đấy, mai em chuyển anh 100 triệu này, anh em nhìn rõ này, số này 0848 này, 22488 này. Ok em này. Đấy, ok em. Đấy, ok em này, sẽ gửi sang này. Ok em. Đấy. Bên máy phần mềm của mình sẽ nhận chữ ok em của họ nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem. Đấy, số này anh em này. 0916514 nhé. 0848224888 nhé. Bây giờ là lúc 11:21 nhé. Đấy, thì tôi sẽ để đây một vài phút anh em nhé. Rồi tôi sẽ chỉnh sửa cho các bạn thấy cái phần mềm này nó chuẩn xác như nào anh em nhé. Thì anh em có nhu cầu đấy, anh em gọi trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình 0916514 để được tư vấn hỗ trợ cài đặt. Với anh em ở bên nước ngoài, anh em không về được thì trung tâm có những đội ngũ kỹ thuật viên ấy sẽ cài đặt cho anh em nhanh nhất cho anh em. Khi cài đặt xong anh em chuyển ví cho bên trung tâm chúng tôi anh em nhé. Còn anh em ở trong nước, nếu anh em ở khu vực như khu vực phía Bắc, chúng tôi có cơ sở gần bến xe Mỹ Đình, anh em lên cơ sở anh em cài đặt phần mềm trực tiếp. Khu vực ở phía Nam ấy, chúng tôi có cơ sở ở gần bến xe Miền Đông, anh em vào cơ sở
anh em test phần mềm trực tiếp đấy, và cài đặt phần mềm trực tiếp đấy, khu vực miền Trung thì đầu 2020 thì trung tâm sẽ mở một cái trung tâm cơ sở cài đặt cho anh em, để cho anh em tiện đường anh em đi lại anh em nhé. Đấy, rất nhiều anh em nói là ví dụ như là clip như thế nhưng không biết có đúng không. Đấy, rất nhiều anh em gọi anh em hỏi thế. Đấy, thì nói với anh em là khi anh em có nhu cầu thì anh em phải test trực tiếp, cài đặt trực tiếp. Đấy, anh em trải nghiệm trực tiếp, anh em thấy cái phần mềm ok như theo clip thì anh em lấy anh em nhé. Đấy, lên clip để quảng cáo đến cho anh em biết cái phần mềm này. Đấy, để anh em sử dụng, anh em lấy lại những gì anh em đã mất anh em nhé, hoặc anh em gỡ lại. Thì tôi cũng vừa nói với anh em phải test trực tiếp, phải cài đặt trực tiếp, anh em thấy ok thì anh em mới phải chuyển phí. Thế nên là anh em yên tâm anh em nhé. Chắc cũng là qua 1-2 phút rồi. Đấy, giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa cho anh em. Đấy, vừa nãy là nội dung là mai em trả anh 100 triệu nhé, bên máy của người được nhận. Đấy, ok em. Bây giờ tôi sẽ chỉnh thành em đã trả anh 100 triệu anh em nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ vào phần mềm. Thì cái phần mềm này chỉnh sửa cực kỳ đơn giản thôi, anh em chỉ cần vào phần mềm gửi cho họ cái nội dung mình muốn gửi. Đấy, sau đó thì anh em vào lại phần mềm, anh em chỉnh sửa lại nội dung mình muốn anh em nhé. Đấy, giờ tôi tiến hành chỉnh sửa này. Thì cái phần mềm này chỉnh sửa cực kỳ đơn giản anh em nhé. Nếu anh em quen, anh em chỉ cần thao tác 1-2 khoảng tầm 10 đến 20 giây là anh em thao tác ok anh em nhé. Ok, tôi đã chỉnh sửa xong. Quan trọng là tôi sẽ mở ra lại hai máy có đồng nhất và cái nội dung nó có thay đổi giống nhau không anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra cho anh em. Đấy, khi chỉnh sửa anh em chú ý nhé, là bên máy chủ lô không sáng đèn anh em nhé. Tôi sẽ vào tin nhắn này anh em này. Thì đầu tiên là tôi cho anh em xem cái số này 0916514 0848224888. Bây giờ tôi mở hai cái số này ra anh em nhé. Mở ra này. Anh em này. Đấy. Em đã chuyển đủ anh 100 triệu này. Em đã chuyển đủ. Vừa nãy là mai em trả anh 100 triệu. Đấy. Ok em. Như này gọi là bằng chứng để anh em đã trả rồi anh em nhé. Đấy, nội dung văn bản đã được chỉnh sửa này. Đấy, anh đây này, em đã chuyển đủ anh 100 triệu ok em này. Đấy, 0916514 anh em nhé. 0848 đây này anh em này. Anh em còn thắc mắc thì anh em tua lại khúc đầu lúc chưa chỉnh sửa để anh em xem lại anh em nhé. Đấy, đây anh em này. Số hai nội dung anh em nhé, anh em xem hai nội dung này. Hoàn toàn trùng khớp anh em nhé. Thì cái phần mềm này nó được cài đặt tất cả trên những cái dòng điện thoại như Samsung, iPhone, Oppo. Anh em có nhu cầu anh em liên hệ trực tiếp vào số 0916514444. Cảm ơn anh em đã xem clip.